cũng biết tổ chức luôn quá trời lớn. Rồi, xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Mời các anh chị trở về với chương trình của mình. Tiếp theo đây xin kính mời diễn viên của hãng phim Xuân Quốc chúng ta cùng tiến về sân khấu ạ. Xin mời tất cả các bạn. Chiều nay có. Ôi.